Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự lúc 9 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay nhiều địa phương đang đôn đốc việc lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo đúng lộ trình quy định trong Nghị định 10 của Chính phủ. Và theo quy định này thì trước tháng 7 năm nay, xe ô tô khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên và xe đầu kéo chở hàng sẽ phải lắp camera, ghi hình và lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe chạy. Những dữ liệu hình ảnh này sẽ được dùng để cung cấp cho cơ quan công an, cho thanh tra giao thông để đảm bảo giám sát công khai và minh bạch. Và từ sau ngày 1 tháng 7, những xe trong diện bắt buộc phải lắp camera nhưng chưa thực hiện hoặc là thực hiện không đúng quy định sẽ bị xử phạt. Thank you.